Lý do chúng tôi khuyên mọi người nên sở hữu một chiếc khung lắn chỉnh cột sống thắt lưng như này trong gia đình nhà mình. Thứ nhất là về công dụng, thì với chiếc khung lắn chỉnh cột sống này sẽ đem đến cho chúng ta sự giải tỏa áp lực cho cột sống thắt lưng, là giúp giảm các cái cơn đau ở vùng thắt lưng, giảm các cái nguy cơ đau do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, giảm các cái nguy cơ đau trong quá trình mình vận động, làm việc, thể dục thể thao mà gây đau lưng, thì chiếc khung lắn chỉnh cột sống này sẽ giúp đỡ chúng ta trong việc giải tỏa áp lực cho cột sống, giảm đi các cái cơn đau, tránh phải dùng thuốc. Thứ hai là về sự tiện ích, tiện lợi. Thì với chiếc khung lắn chỉnh cột sống như thế này, ngay trên chiếc giường thân yêu của mình, chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng được vào mỗi tối trước khi đi ngủ, sáng dậy và lúc bình minh, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để giải tỏa cho cái cột sống của mình. Thứ ba, thiết kế sản phẩm, thì đây là một sản phẩm thiết kế chính hãng của hãng Dr. Spin, bằng nhựa ABS, bền, đẹp, dễ dàng trong quá trình sử dụng. Mọi người còn chần chờ gì mà không sở hữu như một sản phẩm như này cho gia đình nhà mình? Tích vào giỏ hàng và dinh bạn ấy về.